bạn Nguyễn Thị Xuân có gửi câu hỏi như sau. Cho em hỏi là em đi khám bác sĩ nói em bị nang thùy bên phải và em có nang vú bên trái. Vậy em nên dùng cây thuốc gì ạ? Chào bạn, đối với bệnh nang giáp, nang vú thì bạn có thể điều trị bằng các phương pháp dân gian bạn nhé. Những vị thuốc dân gian có thể sử dụng để hỗ trợ và điều trị bệnh nang giáp, nang vú đó chính là cây xà đen, quả kế đầu ngựa và cây cải trời. Bạn có thể kết hợp 3 vị thuốc trên với liều lượng mỗi vị khoảng 20g để xắt nước uống hàng ngày bạn nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết về bài thuốc trên thì bạn có thể gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn ạ.